U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào hành trình đầy thách thức tại giải bóng đá U23 Đông Nam Á 2022, dự kiến diễn ra từ ngày 20 tháng 8. Họ sẽ đối đầu với U23 Lào trong trận khai mạc để chứng minh sức mạnh của mình. Trận đấu còn lại trong bảng C sẽ diễn ra với U23 Philippines vào lúc 20 giờ ngày 22 tháng 8. Với U23 Lào và U23 Philippines cùng nằm trong bảng đấu, U23 Việt Nam đặt mục tiêu dẫn đầu bảng để tiến xa trong giải. Danh sách cầu thủ tiềm năng. Trong hành trình này, đội U23 Việt Nam dự kiến sẽ tỏa sáng với sự tham gia của nhiều cầu thủ tiềm năng. Một trong những gương mặt đáng chú ý là thủ môn Quan Văn Chuẩn. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2022, Chuẩn đã có màn trình diễn ấn tượng khi thay thế thủ môn chính Văn Toản bị chấn thương. Những nỗ lực của anh đã được thừa nhận và anh tiếp tục được gọi vào đội tuyển trẻ của Việt Nam với mục tiêu trở thành người thay thế cho thủ môn Đặng Văn Lâm tại đội tuyển quốc gia. Lương Duy Cương, sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm và tài năng. Lương Duy Cương, một trong những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất trong đội U23 Việt Nam. Anh đã giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022 và đoạt HCV tại SEA Games 31. Thành tích ấn tượng này đã khẳng định vị trí của anh trong đội hình. Lương Duy Cương cũng từng tiến đến tứ kết U23 châu Á 2022 và giành hạng 3 tại SEA Games 32. Sự vững mạnh của anh ở hàng thủ cùng khả năng điều phối bóng giúp anh trở thành đội phó U23 Việt Nam và một trong những trụ cột đáng tin cậy của đội. Ngọc Thắng, sức mạnh và chiều cao. Cầu thủ Ngọc Thắng sở hữu thể hình ấn tượng với chiều cao ấn tượng 1,78m. Điều này giúp anh tự tin trong việc tranh chấp tay đôi và góp phần tạo nên sự vững mạnh cho hàng thủ U23 Việt Nam. Khả năng chiến đấu và tinh thần đồng đội của anh được đánh giá cao. Với những tài năng trẻ và kinh nghiệm quốc tế, đội hình U23 Việt Nam đầy tiềm năng đang sẵn sàng gặp mọi thách thức tại giải U23 Đông Nam Á 2022. U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào hành trình đầy thách thức tại giải bóng đá U23 Đông Nam Á 2022, dự kiến diễn ra từ ngày 20 tháng 8. Họ sẽ đối đầu với U23 Lào trong trận khai mạc để chứng minh sức mạnh của mình. Trận đấu còn lại trong bảng C sẽ diễn ra với U23 Philippines vào lúc 20 giờ ngày 22 tháng 8. Với U23 Lào và U23 Philippines cùng nằm trong bảng đấu, U23 Việt Nam đặt mục tiêu dẫn đầu bảng để tiến xa trong giải. Danh sách cầu thủ tiềm năng. Trong hành trình này, đội U23 Việt Nam dự kiến sẽ tỏa sáng với sự tham gia của nhiều cầu thủ tiềm năng. Một trong những gương mặt đáng chú ý là thủ môn Quan Văn Chuẩn. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2022, Chuẩn đã có màn trình diễn ấn tượng khi thay thế thủ môn chính Văn Toản bị chấn thương. Những nỗ lực của anh đã được thừa nhận và anh tiếp tục được gọi vào đội tuyển trẻ của Việt Nam với mục tiêu trở thành người thay thế cho thủ môn Đặng Văn Lâm tại đội tuyển quốc gia. Lương Duy Cương, sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm và tài năng. Lương Duy Cương, một trong những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất trong đội U23 Việt Nam. Anh đã giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022 và đoạt HCV tại SEA Games 31. Thành tích ấn tượng này đã khẳng định vị trí của anh trong đội hình. Lương Duy Cương cũng từng tiến đến tứ kết U23 châu Á 2022 và giành hạng 3 tại SEA Games 32. Sự vững mạnh của anh ở hàng thủ cùng khả năng điều phối bóng giúp anh trở thành đội phó U23 Việt Nam và một trong những trụ cột đáng tin cậy của đội. Ngọc Thắng, sức mạnh và chiều cao. Cầu thủ Ngọc Thắng sở hữu thể hình ấn tượng với chiều cao ấn tượng 1,78m. Điều này giúp anh tự tin trong việc tranh chấp tay đôi và góp phần tạo nên sự vững mạnh cho hàng thủ U23 Việt Nam. Khả năng chiến đấu và tinh thần đồng đội của anh được đánh giá cao. Với những tài năng trẻ và kinh nghiệm quốc tế, đội hình U23 Việt Nam đầy tiềm năng đang sẵn sàng gặp mọi thách thức tại giải U23 Đông Nam Á 2022.